quý anh chị và bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và bây giờ là trời đã đêm rồi thì mình lại mang những cái bộ đèn cũng như chiếc SH của mình ra cái ngõ con đường mang tên em ở đây để mình test cho anh em. Thì ở clip này thì mình sẽ lấy cái bóng L8 ở đây thì mình sẽ so sánh với lại cái chiếc bi LED G2 ở đây. Thì hiện tại thì anh em thì biết là cái bóng L8 này thì phải lắp vào trong pha, thì ở đây là mình đã chuẩn bị một chiếc pha tháo trên xe. Tuy là cái pha đi rồi nhưng mà hình thức cái pha còn rất là mới, còn rất là trong anh em nhé. Đó, thì clip trước thì mình đã chia sẻ với anh em cái bóng này so với chiếc SH cũng như là mình đã gắn trên chiếc Vision đó. Thì clip này thì mình sẽ không mang cái chiếc SH này ra để thử vào cái bóng cũng như là cái độ sáng của những cái bóng này so với chiếc SH. Bởi vì là cái chiếc SH của mình á, là mình đã lắp những cái mạch tăng sáng vào cái chiếc SH này rồi. Cái giá thành của nó tương đối là cao, trên 2 triệu đồng. Mà trên 2 triệu đồng với cái ánh sáng mình nhận được nó lại không được như mình mong muốn, như là những cái bóng như thế này. Thì liệu rằng ở cái clip này thì chúng ta sẽ có được một cái bóng có ánh sáng nó như thế nào, ánh sáng nó cắt đẹp không, độ gom sáng nó sẽ ra làm sao. Và ở cái clip này thì mình sẽ tiếp tục sử dụng cái bóng này, và mình sẽ chỉ là để ở bên ngoài và mình sẽ sử dụng cốt, không sử dụng pha. Còn cái bóng này thì mình sẽ test cả pha lẫn cốt để khi vào cái pha này thì ánh sáng nó đưa ra nó sẽ là làm sao. Thì ở đây là giới thiệu anh em là mình đã chuẩn bị một cái bình ắc quy ở đây đó, để câu dây để tí để test hai cái bóng này. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào tiến hành. Và bây giờ là mình sẽ test ánh sáng cốt của cái bóng L8 ở đây. Thì anh em có thể nhìn thấy là mình đã gắn vào cái pha này rồi. Thì hiện tại là buổi tối này mình bật flash lên thì ánh sáng nó hơi chói, thì anh em vẫn nhìn rõ được cái bóng L8 ở trong nhé. Phía trên là phần tóc cốt, bên dưới là sẽ là phần tóc pha. Đó, cái bóng này nó sẽ là theo chiều là trên xuống, một pha và một cốt. Đó. Và bây giờ là mình sẽ test ánh sáng thực tế của cái bóng này khi mà bật ở chế độ cốt và chế độ pha nó sẽ là như thế nào. Và đây là ánh sáng cốt. Đó, thì anh em thể thấy là mình đang cầm cái cụm pha ở đây. Đó, cái đuôi bóng L8 của chúng ta ở đây. Đó, thì anh em thì thấy là cái phần cốt cắt cũng khá là ok, tương đối là đẹp so với lại cái bóng bi LED thì nó sẽ có đường cốt là 1/9/10. Anh em thì thấy mình đang soi vào tường ở đây. Đó, và cái phần ánh sáng này mình thấy là cực kỳ là kinh khủng. Đó. Và bây giờ là mình sẽ chuyển sang ánh sáng pha thì nó sẽ là như thế nào. Đó, thì anh em thì thấy là mình soi đến tận cuối con đường ở đằng kia được. Thì cái bóng này thì hiện tại là mình lắp vào là mình không có chỉnh chọt đâu nhé, cứ thế là lắp vào là quay thôi. Vì cái bóng này anh em thì biết là bóng nó sẽ chỉnh được tiêu cự, độ gom cũng như là độ tỏa của cái bóng này. Thì hiện tại mình lắp vào như thế này là mình thấy là khá là ok. Thì hơi có cái độ tỏa một xíu. Thì anh em thì thấy là cái phần chip pha đó, khi anh em bật lên thì nó sẽ có ánh màu vàng vàng đó. Ánh màu vàng vàng trên mặt đường thì nó sẽ tăng cái độ bám đường cho chúng ta. Về cái phần chip LED này nó sẽ là tự động nhé. Khi anh em chạy tốc độ càng cao thì điện nó nạp vào bình ắc quy càng căng thì cái bóng này nó lại càng sáng lên anh em nhé. Nó sáng theo cái cảm nhận của điện áp khi mà cấp vào cái phần driver của cái bóng này. Rồi thì bây giờ là mình sẽ sử dụng cái bóng này cộng với lại cái bóng bi LED G2 xem cái độ sáng nó sẽ làm sao. Và mình sẽ so với cái độ sáng của phần cốt này xem là ánh sáng của cái bóng nào nó sẽ đẹp hơn và nó cắt sáng đẹp hơn anh em nhé. Và bây giờ là mình sẽ so sánh ánh sáng cốt của cái chiếc L8. Đó, đây là ánh sáng cốt. Mình đã cầm cái pha, mình đã dọi ánh sáng cốt thì anh em thấy là cái đường cắt ở đây. Và bây giờ là mình sẽ so sánh ánh sáng cốt của chiếc bi G2 ở đây. Đó, đây là ánh sáng cốt của chiếc bi G2. Và đây là ánh sáng cốt của cái bóng L8. Đó, thì anh em thì thấy là về cái độ sáng thì mình thấy là ở cái bóng G2 ánh sáng của nó vẫn có đi cái gì đó là nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác là dễ nhìn, ánh sáng cắt nó vẫn cứ đẹp hơn. Đó, đây là cái bóng L8, ánh sáng khá là ok, phần ánh sáng trải rộng. Đó, thì anh em thì thấy là phần ánh sáng cũng khá là đẹp, trải rộng. So với lại cái bóng bi LED G2 này thì mình thấy là nó không thể ăn được cái bóng bi LED G2. Mặc dù là cái bóng bi LED G2 H4 ở đây nó sẽ có giá rẻ bằng một lửa cái bóng L8. Đó, thì anh em thì thấy là bóng L8 đấy ạ. Và bây giờ là mình sẽ đưa ánh sáng của cái bóng G2. Đó, thì anh em thì thấy là nó có gần lấn áp gần như là hoàn toàn cái bóng L8 của chúng ta.
Và bây giờ là mình sẽ phải thử bật cả cái chế độ pha lẫn cốt ở trên cái bóng L8 này để xem là nó có ăn đứt được nguyên cái cốt của cái bóng R2 của chúng ta đây hay không ạ. Đó, anh em có thể nhìn rõ đây là bóng G2 nhé, chữ G đây. Và bây giờ là mình sẽ bật chế độ cả pha lẫn cốt của cái chiếc L8. Đó, thì anh em thì thấy là cả pha lẫn cốt của chiếc L8 thì nó sẽ có thêm cái ánh sáng ngà vàng ở đây. Và bây giờ là mình sẽ dơ cái ánh sáng cốt của chiếc G2 đó. Đó, thì anh em thì thấy là cái chiếc G2 này ánh sáng của nó gần như là bao quát hoàn toàn luôn. Đây là ánh sáng nguyên của chiếc G2. Thì mình phải để như thế này nó đỡ bị chói máy quay. Đó. Và bây giờ là mình sẽ dương thêm cái L8. Và bây giờ là mình sẽ bỏ cái G2 đi này. Nói G2 với L8 mãi méo cả mồm anh em ạ. Đó, đây là ánh sáng nguyên của cái bóng cả pha lẫn cốt của bóng L8 nhá. Và bây giờ là G2 ạ. Đó, thì anh em thấy là nó vẫn có cho được cái ánh sáng cắt đẹp như thế kia. Thì phải nói là cái ánh sáng của con G2 cực kỳ là phê. Đó, thì anh em thì thấy đây ạ, L8 này, G2 này. Anh em vẫn thấy cái khoảng cắt đúng không ạ? Đó. Mặc dù là mình soi khá là gần ở đây. Mình soi khá là gần ở đây, anh em vẫn nhìn thấy cái khoảng cắt luôn ạ. Ánh sáng của con G2 này cực kỳ là dã man. Đó, thì những clip trước thì mình đã chia sẻ với anh em cái ánh sáng của con G2 này nó sẽ cho cái ánh sáng cực kỳ là châu bò. Đúng nghĩa là ngon bổ rẻ đó anh em. Thì có nhiều anh em hỏi mình cái bóng ADI Plus ấy, thì bên mình có bán cho anh em giá của nó là trên 1 triệu, giá là 1 triệu mốt. Thì anh em cứ hỏi mình cái bóng G2 này, bóng ADI thì bóng nào sáng hơn thì mình xin thưa luôn là bóng ADI không có tuổi. Đú với lại cái bóng G2 mình đang cầm ở trên tay anh em nhé. Bóng G2 anh em có thể nhìn thấy chữ G ở đây. Đó, ADI tuổi gì đủ với lại G2 anh em ạ. Bên mình đang bán song song hai sản phẩm. Đó, chứ không mình không dìm hàng bất kỳ anh em nào đâu. Vì bên mình cũng đang bán cả hai sản phẩm. Thì những anh em nào mà đã theo dõi cái kênh của mình từ trước đến nay rồi thì cũng biết là mình đã có cái clip review cũng như là khui hộp cái bóng G2 và mình cũng đã ship hàng cho anh em rồi. Thì tất nhiên là theo yêu cầu lựa chọn của anh em thôi. Anh em bỏ tiền là anh em có quyền lựa chọn. Còn mình đây thì mình vẫn trung thành với cái bóng G2 này, độ sáng cực phê.